Benjamin Fly đã bị bắt ở Bahamas. Chính quyền Bahamas đã bắt giữ Sam theo sau khi cơ quan thực pháp Hoa Kỳ đệ đợ đơn truy tố, uh, uh, tố cáo cựu tỷ phú tiền điện tử. Uh, và theo một tuyên bố từ văn phòng tổng trưởng lý bộ Tư pháp được báo chí địa phương đăng tải. Uh, và tổng lý trưởng bahamas naran Binder nói rằng hoa kỳ đã đệ trình các cáo buộc hình sự không xác định đối với sam và có khả năng yêu cầu dẫn độ anh ta trong tuyên bố thủ tướng bahamas uh, nói rằng là bahamas và hoa kỳ có lợi ích chung trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các bên liên quan đến ethics và sam bị cơ quan thực thi pháp luật bahamas bắt giữ cũng như dự kiến dẫn độ cho thấy rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Bahamas và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển trong suốt quá trình tố tụng phá sản. Bahamas và Hoa Kỳ đã có một hiệp ước dẫn độ từ đầu thế kỷ 20 khi Bahamas còn là thuộc địa của Anh. Hiệp ước hiện tại được ký vào năm 1990 và yêu cầu bên cung cấp uh, lệnh bắt giữ do thẩm phán hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ban hành. Tin tức đã được văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại phía Nam New York xác nhận trên Twitter. Đầu giờ tối nay, chính quyền bah Bahamas đã bắt giữ Sam theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ dựa trên một buộc một bản cáo trạng được niêm phong do DSNI đệ trình. Chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành hủy niêm phong bản báo trạng vào buổi sáng và có nhiều điều để nói vào thời điểm đó. Sam dự kiến sẽ làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào ngày mai. Việc bắt giữ anh ta là động thái cụ thể đầu tiên các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với cái sự sụp đổ của FTX. Tháng trước, FTX và các chi nhánh đã nộp đơn phá sản theo chương 11 và Sam đã không còn vai trò uh, giám đốc điều hành. Và Sam cũng đối mặt với 7 vụ kiện tập thể chống lại mình. Sam được thay thế bởi John Ray uh, 3 đã giám sát vụ phá sản của Eron. Ok, nói chung là Sam đã bị bắt rồi các bạn nhé, uh, không còn nhờn nhơ mà để uh, tuyết tiếc cái nữa đâu các bạn các chuyên gia pháp lý nói với hãng tin cnbc rằng nếu chính phủ liên bang theo đuổi các bản cáo buộc gian lận ngân hàng hoặc chuyển quản ngân hàng sam có thể phải đối mặt với mức án tù trung thân mà không có khả năng được ân xá một hình phạt nghiêm khắc như vậy sẽ là bất thường nhưng không phải là không có khả năng ông trùm lừa đảo uh, -Dot đã bị kết án 150 năm tù không ân xá vì kế hoạch Ponzi khổng lồ của mình. Sự sụp đổ của FTX đã gây ra sự sụp đổ của vô số các công ty khác và khiến toàn bộ không gian crypto rơi vào trạng thái hỗn loạn. Như vậy là Sam đã đã bị bắt và xuân này con không về rồi. Bye bye cả nhà nhé.